bạn đã quay trở lại với video của Reway Legal. Mình là Huyền Trân, là luật sư founder của công ty. Hôm nay mình xin tư vấn với các bạn một chủ đề, đó chính là thành lập công ty thì có cần phải tuyển nhân viên hay không? Xin mời các bạn theo dõi nhé. Thật ra thì ban đầu Trân không có định làm chủ đề này đâu, vì Trân cứ nghĩ là chắc là mọi người cũng sẽ hiểu. Tuy nhiên là theo mà ở quá trình mà tư vấn làm việc với khách hàng thì mới phát hiện ra rằng có rất là nhiều bạn khách hàng cũng đang rất là hoang mang, vẫn chưa có xác định rằng liệu như công ty của mình á, nếu như mà mở công ty ra chỉ có một mình trên một người, dưới không có ai, trên không có ai, dưới không có ai, chỉ có duy nhất một mình thôi, thì có thể mở công ty được hay không. Như vậy thì câu trả lời sẽ là vẫn được nha các bạn. Theo quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ có cái quy định là đối với công ty mà chúng ta có tuyển dụng lao động, tức là có sử dụng người lao động, thì chúng ta bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người đó. Còn cái việc mà công ty chúng ta có người lao động hay không thì cái đó nó sẽ phụ thuộc vào tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp, tùy nhu cầu nguyện vọng của chúng ta, chứ không có luật nào bắt buộc là chúng ta phải tuyển người lao động làm việc cho công ty. Như vậy thì giải đáp khúc mắc cho các bạn đó chính là cái việc mà chúng ta thành lập công ty nó sẽ không có bắt buộc mà chúng ta cần phải có một người lao động hay là 10 người hay là 100 người gì trong cái mô hình kinh doanh của chúng ta cả. Cái này nó cũng sẽ áp dụng đồng thời cho công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc là doanh nghiệp tư nhân, thậm chí là các hộ kinh doanh bình thường luôn, thì nó cũng sẽ không có quy định là trường hợp nào là phải tuyển bao nhiêu người lao động và bắt buộc chúng ta phải có người lao động thì chúng ta mới mở công ty được nha. Như vậy thì trong quy định của luật thì có những cái trường hợp là chúng ta khi mà chúng ta làm hồ sơ thành lập công ty á, thì chúng ta có một cái quy định là chúng ta phải kê khai cái mục mà cái kéo xuống nhà, kéo xuống thì chúng ta sẽ tới cái mục gần cuối là các thông tin về thuế. Thì nó sẽ có cái mục yêu cầu nhập vào, đó là thông tin về kế toán trưởng, sẹn một cái người phụ trách kế toán. Thì các bạn mới đặt câu hỏi với Trân là ủa nếu như mà không có quy định bắt buộc về việc tuyển nhân viên, tuyển người lao động thì cái mục này mình không có người nào hết thì giờ phải điền vô như thế nào đây? Thì thực tế ra các bạn, đối với quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ không có phải tuyển người nhân viên, và cái kế toán, thậm chí là cái vấn đề về kế toán hoặc kế toán trưởng chúng ta cũng không cần phải bắt buộc, và chúng ta phải có một cái người mà làm trực tiếp đại diện ở trong công ty, mà trả lương theo hợp đồng lao động và làm việc trong công ty chúng ta một tháng bao nhiêu ngày, một tháng là phải làm việc từ 2 tới 6, như vậy á thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta rất là nhiều. Chỗ này thì chúng ta sẽ kê khai như thế nào đây? Chúng ta sẽ kê khai ở đây thông tin về kế toán trưởng sẹt một cái người phụ trách kế toán. Có nghĩa rằng không nhất thiết là công ty chúng ta phải có kế toán trưởng đó các bạn. Kế toán ở đây có thể là một người phụ trách kế toán, và người này thì cũng không bắt buộc chứng minh là chúng ta phải đã tốt nghiệp kế toán, trường đại học về kế toán, chuyên ngành kế toán hay là có bằng kế toán trưởng gì cả. Người này ở đây là cái người phụ trách về cái mảng kế toán trong công ty của chúng ta. Người này có một cái chức năng là khi mà chúng ta công ty của mình có những cái sai sót nè, thiếu về hồ sơ, nộp chậm trễ, hoặc là có những cái thông tin gì mà nhà nước cần phải liên hệ với công ty chúng ta để yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ hoặc là thực hiện các cái quyền, thì họ sẽ liên hệ trực tiếp cho cái người đại diện phụ trách về kế toán đó để mà họ truyền đạt lại. Nhà nước sẽ gọi đến rồi, hoặc là liên hệ, hoặc là gửi thư từ gì đó thì sẽ liên hệ với cái người này. Cho nên là chúng ta sẽ cần kê khai một cái số điện thoại để doanh nghiệp, để cơ quan nhà nước có thể chủ động làm việc, chứ người này thì cũng không bắt buộc là người lao động trong công ty. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như chúng ta là một công ty mà chúng ta không có nhân viên thì cái việc mà chúng ta kê khai doanh thu hoặc là chi phí thì nó có hợp lý hay không? Ai là người sẽ là người, nếu mà công ty không có nhân viên thì ai là người thực hiện các cái dịch vụ đó đây? Thì cái này các bạn cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì trong công ty, nếu như mà chúng ta làm những cái công ty về thương mại đi, về trading đi, thì có thể những cái đơn hàng của công ty chúng ta nó không cần mất quá nhiều công sức. Bạn là người chủ sở hữu công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty, là chủ sở hữu thì tất nhiên là bạn có trách nhiệm ý thức với cái việc là công hoạt động của công ty rồi. Thì chúng ta có thể làm việc, chúng ta chỉ cần có thể gọi vài cuộc điện thoại nè, dùng các mối quan hệ chúng ta đã có,
chúng ta có thể ký được cái hợp đồng đó, rồi cái hợp đồng đó có thể lời vài trăm triệu là chuyện bình thường, cho nên là nó cũng không có áp lực về việc là có nhân viên hay không. Thì cái người chủ sở hữu trực tiếp thực hiện cái hợp đồng đó để đem đến doanh thu cho công ty thì nó cũng là một cái vấn đề hợp lý. Cái thứ hai nữa là đối với những cái công ty dịch vụ hoặc là những cái công ty mà dạng môi giới xin lỗi nha, đang cho bị bệnh. Đối với những cái công ty môi giới các bạn thì họ cũng thứ nhất là không cần có văn phòng phải hoạt động trụ sở 24/24, họ có thể thuê văn phòng chia sẻ, văn phòng ảo đều được ha. Thì họ có thể làm việc ở bên ngoài để họ kết nối giữa bên đây bên nhà cung cấp và bên có nhu cầu, hoặc là bên cung cấp dịch vụ với bên có nhu cầu thì họ sẽ được hưởng hoa hồng. Thì có thể là chủ sở hữu trực tiếp làm, hoặc là có những cái hợp đồng đã ký rồi và cứ thế diễn ra thì mỗi lần diễn ra nó sẽ được một cái hoa hồng, thì nó cũng là doanh thu của công ty. Hoặc là chúng ta có thể làm những công ty mà là cung cấp dịch vụ thì họ sẽ mướn những cái người gọi là freelancer, những người lao động tự do này, họ có thể làm theo từng vụ việc, họ ký với chúng ta những cái hợp đồng dịch vụ, có một cái giao khoán một công việc và được hưởng một cái thù lao nhất định. Thì quan hệ này không phải là quan hệ lao động, mà chúng ta vẫn có thể trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta không cần có người lao động, chúng ta chỉ cần sử dụng những bạn freelancer này thôi. Chúng ta sẽ tự quản lý về tài chính, tự quản lý về nhân sự, tức là chủ sở hữu sẽ làm tất tần tật và chỉ cần điều động người này người kia. Chúng ta có thể outsource, tức là chúng ta nhận một cái công việc gì đó rồi chúng ta pass qua cho một cái bên khác để người ta làm, chúng ta sẽ họ làm, họ chịu trách nhiệm công việc, còn chúng ta chịu trách nhiệm với khách hàng, rồi sau đó doanh thu thì chúng ta sẽ trả tiền công cho người này, chúng ta hưởng cái chênh lệch đó. Thì cái cách này cũng là cái cách giúp cho công ty của chúng ta không cần phải thuê mướn lao động, và công ty vẫn có thể hoạt động, vẫn có thể kê khai doanh thu, chi phí, cuối cùng đóng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, mà không có phải là các vấn đề, không cần lo các vấn đề về trục trặc là có hợp lý hay không. Xin lỗi các bạn nha, trong quay clip ở đây nhưng mà công việc vẫn đang chạy cho nên vẫn phải trả lời tin nhắn của khách hàng. Nói chung là dạo gần đây á, thì cái kênh của mình á, là được càng nhiều subscribe hơn, thì khách hàng cũng biết tới với Reway Legal nhiều hơn. Thì mặc dù Trân đã tuyển dụng nhân sự rất là nhiều, tháng này thôi đã tuyển hết 2 bạn rồi, nhưng mà công việc nó vẫn phải rất là bận. Rồi mình tiếp tục về vấn đề của mình ha. Nếu như vậy á, thì có một cái có những bạn sẽ đặt ra cái việc là nếu như chúng ta cứ tiếp tục làm việc như vậy á thì sướng quá rồi, chúng ta sẽ không cần phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nè, chúng ta không cần kê khai thuế thu nhập cá nhân, đóng bảo hiểm xã hội, rồi các kiểu trách nhiệm của chúng ta đối với người lao động. Về lâu về dài thì sẽ có cái vấn đề gì vậy phát sinh hay không? Thì Trân cũng khẳng định với các bạn luôn là cái việc mà công ty chúng ta hoạt động như thế nó chỉ có thể hợp lý trong khoảng thời gian đầu. Thời gian đầu là thời gian mà chúng ta vẫn cơ bản chưa có tất cả những cái bộ máy, chưa có những cái hợp đồng lớn, chưa có những cái công việc có phạm vi nó phức tạp. Thì cái việc mà chúng ta là chủ sở hữu, công ty một thành viên, chúng ta điều hành quản lý tất cả những vấn đề đó thì nó sẽ hợp lý. Tuy nhiên nếu như công ty của các bạn tưởng tượng nếu như công ty chúng ta một năm chúng ta thu 20 tỷ, nó sẽ gồm có khoảng 1.000 hóa đơn, tức là chúng ta sẽ bán hàng cho 1.000 khách hàng. Thì câu hỏi đặt ra là nếu như các bạn giải thích rằng chúng ta là chủ sở hữu của công ty, chúng ta thuê mướn, chúng ta làm được 1.000 hợp đồng đó với cái doanh thu là 20 tỷ thì nó có hợp lý hay không? Thì chắc chắn là nó sẽ không hợp lý rồi, bởi vì 1.000 khách hàng, chúng ta có 3 đầu 6 tay, một ngày chúng ta có 48 tiếng đi chăng nữa, double thời gian hiện tại thì chúng ta vẫn không thể giải quyết được hết đâu các bạn. Nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải có một bộ máy nhân sự. Và lúc này thì cái việc các bạn giải trình rằng chúng ta chỉ có một mình làm tất cả và tất cả đều là những cái bên chúng ta outsource ra, chúng ta thuê freelancer thì nó sẽ không hợp lý đâu các bạn.
Cho nên là chúng ta sẽ bắt buộc là chúng ta phải thực hiện cái nghĩa vụ là kê khai người sử dụng lao động chúng ta có bao nhiêu và chúng ta phải đóng bảo hiểm xã hội. Thì cái này á, thật ra là thực tế thì chắc chắn là nếu như các bạn đặt vào trường hợp đó thì các bạn phải thuê người lao động rồi. Tuy nhiên là chỉ sợ các trường hợp là các bạn nghĩ như hồi nãy trong tư vấn quá dễ, thì các bạn sẽ nói là vậy thôi, mình sẽ không có kê khai người lao động, mình cứ nói là mình tự làm. Thì lúc này thuế sẽ xuống kiểm tra hoặc là bảo hiểm xã hội xuống thanh tra, thì chúng ta sẽ phát hiện rằng công ty thực tế có người lao động, có những cái bạn điều phối các công việc này, có người được hưởng lương hàng tháng, hàng quý hoặc hưởng lương theo cái tính chất công việc. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bị phạt nha các bạn, chứ không có khuyến khích các bạn chọn theo cái lựa chọn này đâu. Như vậy thì để mà chúng ta cân đối được cái việc giữa cái việc là công ty chúng ta thực tế không có người lao động và công ty chúng ta đã phát triển mà chúng ta không muốn kê khai người lao động và đóng bảo hiểm xã hội, các bạn phải lên lộ trình rất là rõ ràng và chúng ta xác định thời điểm nào chúng ta phải có người lao động, phải đóng bảo hiểm xã hội cho người đó, kê khai lương để chúng ta vẫn được khấu trừ chi phí đóng bảo hiểm xã hội mà cũng là một cái lợi cho chúng ta. Thì chúng ta phải xác định là tới một thời điểm nào đó mình sẽ đóng bảo hiểm, sẽ có những cái nhân viên hoạt động chính thức trong công ty. Còn đối với cái tầm mà cơ bản chúng ta mới vừa khởi nghiệp, mới set up lên một cơ sở kinh doanh, một cái sự nghiệp. Còn đối với cái tầm mà cơ bản chúng ta mới vừa khởi nghiệp, mới set up lên một cơ sở kinh doanh, một cái sự nghiệp kinh doanh riêng, một cái công ty, thì chúng ta có thể yên tâm rằng nhà nước sẽ không bắt buộc các bạn là chúng ta phải có người lao động liền. Chúng ta không cần phải thuê một kế toán để ngồi túc trực ở đó để đối phó với cơ quan nhà nước, mà cái việc kế toán này chúng ta có thể thuê bên một cái dịch vụ, họ sẽ làm theo cái dịch vụ của chúng ta, họ sẽ khai báo thuế hàng quý, hàng năm, cuối năm tổng kết lại, và họ chỉ thu phí dựa trên cái phạm vi công việc đó thôi và không phải là người lao động của công ty. Còn về lâu về dài thì chúng ta phải có người lao động thôi. Một công ty đã phát triển 2-3 năm rồi, doanh thu là 1 năm 10 tỷ, 20 tỷ mà nói không có người lao động thì ai mà tin. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc ha. Và hy vọng là chia sẻ hôm nay của Trân sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện cái công việc kinh doanh của mình, sao cho chúng ta luôn đi một đường thẳng, đúng, ngay hàng thẳng lối, không có những cái lạng lách, đánh võng, vượt lên để mà có những cái chế tài chúng ta bị xử phạt. Nếu như mà chúng ta làm không khéo thì một ngày nào đó chúng ta nhận được một biên bản phạt, và tiền phạt nó sẽ rất nhiều, lớn hơn so với những cái lợi mà các bạn đã luồn lách, chúng ta đã được nhận được. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe hoặc là chia sẻ cái video này cho nhiều người cùng biết đến nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.